Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang theo dõi chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chương trình tuần này có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ghi nhận về không khí tại lễ xuất quân của các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho tuần lễ cấp cao APEC. Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 700 gram ma túy đá. Bây giờ, mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để tuần lễ cấp cao APEC sắp đến diễn ra được an toàn, sáng ngày 24 tháng 10, Tiểu ban An ninh Y tế APEC Quốc gia đã long trọng tổ chức lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ. Đến dự lễ xuất quân và diễn tập có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017. Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía thành phố Đà Nẵng có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. Buổi lễ xuất quân cũng có sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an quân đội, lực lượng y tế và các sở ban ngành của thành phố Đà Nẵng. Nhận thức rõ hơn ở tất cả chúng ta về tầm quan trọng đặc biệt của sự kiện tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng về công tác an ninh, an toàn, đảm bảo tuyệt đối, lực lượng công an, quân đội triển khai phương án chủ động, rộng khắp, quyết liệt để tội phạm không thể có điều kiện phá hoại dù bất cứ hành vi nào, thủ đoạn tinh vi nào. Phát động nhân dân, huy động hệ thống chính trị để làm tốt phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tốt nhất trong nhân dân, kịp thời xử lý mọi biểu hiện của kẻ xấu phá hoại. Chúng tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, dành toàn tâm, toàn lực, nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tuyệt đối an toàn tuần lễ cấp cao APEC 2017. Buổi lễ được chia làm hai phần. Phần 1, diễu hành phương tiện, biểu dương lực lượng của các đơn vị tham gia bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC. Có khoảng 16 loại xe với hàng trăm xe chuyên dụng tham gia diễu hành, trong đó đặc biệt có những loại xe đặc chủng làm nhiệm vụ chống khủng bố, giải cứu con tin. Ấn tượng ở phần 1 còn có những màn biểu diễn võ thuật, múa quyền và luyện khí công của các chiến sĩ công an. Sang phần 2 là phần thực binh phương án đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, xử lý chất độc hóa học, rà phá bom mìn, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chúng tôi đã xác định tư tưởng cho các tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, toàn lực lượng cảnh sát cơ động có trách nhiệm phối hợp cùng với các lực lượng trong công an nhân dân và quân đội nhân dân triển khai tất cả đồng bộ các cái phương án để quyết tâm trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn bao nhiêu thì cũng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho hội nghị. Lễ xuất quân và diễn tập đã cho thấy sức mạnh, sự thống nhất, chính quy, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sẵn sàng ra quân làm nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Chiều cùng ngày, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với công an các đơn vị địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho tuần lễ cấp cao APEC. Thượng tướng Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng của công an các đơn vị địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ chuỗi các sự kiện trong năm APEC thời gian qua, đồng thời đề nghị công an các đơn vị địa phương cần tổ chức rà soát tất cả các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót để chủ động điều chỉnh bổ sung hoàn thiện, tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, huy động lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc tai nạn giao thông tại các điểm diễn ra hoạt động của tuần lễ cấp cao APEC, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quân đội, y tế, chính quyền địa phương, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Sau buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu đã đến kiểm tra Trung tâm Chỉ huy Phục vụ APEC của Công an thành phố Đà Nẵng.
Ngày 26 tháng 10, Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 10 năm thực hiện nghị quyết số 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong nhiều năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ của Công an thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo Công an thành phố đã quán triệt sâu sắc, đề cao trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Xem công tác kiểm tra, giám sát là một khâu quan trọng thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an thành phố trong sạch, vững mạnh. Trước những khó khăn mất mát của đồng bào người dân các tỉnh phía Bắc trong đợt mưa lũ, sáng ngày 23 tháng 10, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát động và quyên góp được tổng số tiền 375 triệu đồng nhằm giúp đỡ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Toàn bộ số tiền quyên góp được đã được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng để chuyển tới đồng bào và nhân dân các tỉnh phía Bắc. Chiều ngày 23 tháng 10, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trao giấy khen cho Trung úy Nguyễn Duy Trúc, cán bộ Phòng An ninh Xã hội đã có thành tích trong truy bắt tội phạm. Trước đó ngày 1 tháng 10, khi đang lưu thông trên đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, nghe người dân truy hô, đồng chí Trúc đã nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ được một đối tượng có hành vi trộm cắp một điện thoại di động trị giá 6 triệu đồng. Sáng ngày 25 tháng 10, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Chấp, 92 tuổi, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Số tiền hỗ trợ là 60 triệu đồng, được đóng góp từ đoàn viên thanh niên Công an thành phố với tinh thần tương thân tương ái. Đây cũng là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2017-2022. Hướng tới tuần lễ cấp cao APEC, các địa phương trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, nhằm góp phần tạo dựng hình ảnh về thành phố an bình trong mắt bạn bè thế giới. Song hành với đó là việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết ứng xử văn hóa của người dân về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Ngoài ra, công tác tuần tra kiểm soát địa bàn vẫn thường xuyên được duy trì để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về phương án phân luồng giao thông phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Theo đó, các loại phương tiện sẽ bị cấm lưu thông, đậu đỗ trên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố. Quý vị và các bạn có thể xem chi tiết trên trang web của Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng ở địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thực tế, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành cấm đường hoặc cho phép lưu thông một số tuyến, đoạn để phục vụ công tác dẫn đoàn và nhu cầu giao thông tạm thời. Tiếp theo chương trình là một số thông tin liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Sáng ngày 26 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng gồm Lê Văn Hùng 22 tuổi, Võ Trung Kiên 16 tuổi, Phạm Phúc Đức, Đoàn Văn Tuyển cùng 19 tuổi quê tỉnh Quảng Nam về hành vi cướp giật tài sản. Đây là 4 đối tượng cùng tham gia các vụ án cướp giật tài sản do hai đối tượng Phạm Phú Quốc và Võ Gia Minh cầm đầu mà Công an quận Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ vào ngày 9 tháng 7. Chiều ngày 19 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Như Song, 51 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tối ngày 17 tháng 10, Song điều khiển xe tải lưu thông trên đường Tô Đức Thắng rẽ vào đường Hoàng Văn Thái, đã gây ra vụ tai nạn giao thông với xe đạp điện do em Nguyễn Thị Như Vi điều khiển đang đi cùng chiều phía trước. Hậu quả em Vi tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo của bị hại về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà và lấy đi số tài sản có giá trị, Công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã có mặt, nhanh chóng thu thập các dấu vết có tại hiện trường và xác định được đối tượng gây án là Đặng Văn Tùng, 22 tuổi. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tùng, cơ quan công an thu giữ 14 triệu đồng là số tiền Tùng trộm cắp được. Khai nhận với cơ quan công an, vì quen biết rõ nhà của bị hại ở gần nhà mình, nên khi cả nhà bị hại đi vắng, Tùng đã bẻ khóa, đột nhập và trộm cắp tài sản. Qua điều tra, kết hợp với nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an phường Bình Hiên, quận Hải Châu đã bắt giữ hai đối tượng gồm Trần Hồng Hải, 29 tuổi, trú quận Hải Châu và Võ Phước Nguyên, 16 tuổi, trú quận Thanh Khê. Ngày 10 tháng 10, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản và đã lấy cắp được một chiếc xe đạp điện, mang đi cầm cố được 1,5 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ Hải Phòng,
một đối tượng vào Đà Nẵng mở quán nhậu với mục đích làm bình phong che đậy hoạt động mua bán ma túy. Tuy nhiên, thủ đoạn tinh vi trên không thể qua mắt được trinh sát phòng cảnh sát ma túy công an thành phố Đà Nẵng. Trong 3 ngày đêm, một lượng lớn ma túy đã được đối tượng chuyển vào Đà Nẵng, chưa kịp tiêu thụ thì bị phòng cảnh sát ma túy công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Tháng 5 năm 2017, qua công tác nắm tình hình trên tuyến địa bàn trọng điểm, phòng cảnh sát ma túy công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Hồ Đức Duy, 35 tuổi, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp tục nắm thông tin đối tượng, trinh sát phát hiện Duy thường có quan hệ trao đổi làm ăn qua lại với một đối tượng người miền Bắc tên Hoàng Phú Thắng, qua đó khẳng định các đối tượng này đang thiết lập tổ chức đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Tôi phát hiện là đối tượng Hoàng Phú Thắng đã quay về lại Hải Phòng và thậm chí đi các tỉnh khác như là Hải Dương, Quảng Ninh và móc nối một số đối tượng ngoài đó để là phối kết hợp mang ma túy đá từ ở các tỉnh đó về lại thành phố Đà Nẵng để tiêu thụ. Đến ngày 7 tháng 10, qua công tác nghiệp vụ, ban chuyên án xác định ma túy do Thắng mua từ Hải Phòng gửi về bằng đường xe khách đã được tập kết tại nhà Thắng. Nhận định thời cơ đã đến, các mũi trinh sát được lệnh xuất quân và đã phát hiện một chân rết của Thắng là Hồ Đức Duy tiến hành giao dịch mua bán trái phép chất ma túy nên đã khống chế, bắt giữ được đối tượng nhận ma túy là Nguyễn Cò, 47 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, thu giữ tại chỗ 300 gam ma túy đá. Qua lời khai của Cò cũng như thông tin thu thập được, đến 4 giờ chiều ngày 8 tháng 10, ban chuyên án bắt quả tang Hoàng Phú Thắng và Hồ Đức Duy khi cả hai đang ở trong phòng trọ của Thắng. Khám xét tại đây, ban chuyên án thu giữ tang vật gồm 4 gói ma túy đá khoảng 400 gram, 3 điện thoại di động, 9 triệu đồng. Tổng lượng ma túy bị phát hiện thu giữ là 700 gram, tương đương số tiền giao dịch khoảng hơn 100 triệu đồng. Với thành tích xuất sắc này, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã đến chúc mừng, đồng thời thưởng nóng cho các lực lượng tham gia phá án. Tiếp tục đẩy mạnh cái đợt trấn áp cũng như là tuyên truyền quảng bá về cái việc mà thành phố của chúng ta nói không và lên và cương quyết phòng chống đối với những cái tệ nạn, những cái tội phạm, trong đó đặc biệt là tội phạm ma túy. Thì thay mặt lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tôi xin nhiệt liệt biểu dương. Đây là một trong những chiến công xuất sắc của các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố, qua đó góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, hướng tới các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn tại tuần lễ cấp cao APEC. Đến đây, chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.